Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có và dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa và Ahiyo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy, chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahiyo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy, David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Người ta đến nói cùng vua David rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-canh, con gái của Saul, dòm ngang qua cửa sổ, thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy, chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó, rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-canh, con gái của Saul, đến đón người mà nói rằng: hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-canh rằng: ấy tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-canh, con gái Saul, không sinh con cho đến ngày nàng thác. Chương 7. Khi vua đã ngự trong cung mình, và Đức Giê-hô-va đã giải cứu người khỏi các kẻ thù nghịch chung quanh mình, khiến cho người được bình an, thì vua nói cùng tiên tri Na-than rằng: hãy xem, ta ngự trong cái cung bằng bá hương,
còn hòm của Đức Chúa Trời lại ở dưới màn trướng. Na-thang thưa cùng vua rằng: hễ trong lòng vua có ý làm gì thì hãy làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua. Nhưng trong lúc ban đêm, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Na-thang rằng: hãy đi nói cùng David tôi tớ ta rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: người há sẽ xây cho ta một cái đền để ta ngự tại đó sao? Ngươi biết, từ ngày ta đưa dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay, ta chẳng có ngự trong đền nào, nhưng hằng đi đó đây dưới trại và nhà tạm. Khắp nơi nào ta ngự qua với dân Israel, ta há có phán lời gì cùng một trưởng nào trong các chi phái Israel là kẻ ta dặn chăn dân sự ta sao? Ta há có phán cùng chúng nó rằng: cớ sao các ngươi không dựng cho ta một đền thờ bằng gỗ bá hương? Vậy bây giờ ngươi hãy nói cùng David kẻ tôi tớ ta như vậy: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn dắt dân Israel của ta. Ta đã ở cùng ngươi trong mọi công việc ngươi làm, tuyệt diệt các kẻ thù nghịch ngươi khỏi trước mặt ngươi, khiến cho ngươi được danh lớn như danh người sang trọng của thế gian. Ta đã sắm sẵn một chỗ cho dân Israel ta, làm cho nó châm rễ tại đó, và nó sẽ ở nơi mình, chẳng còn bị quấy rối nữa. Các con loài ác sẽ chẳng hà hiếp nó nữa như ngày xưa, tức là như lúc ta lập quan xét trị dân Israel ta. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù nghịch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. Khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi là dòng giống do ngươi sinh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đổ đời đời. Ta sẽ làm cha nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người. Nhưng ta sẽ không rút ân điển ta khỏi nó như ta rút khỏi Sau Lơ, là kẻ ta đã trừ diệt khỏi trước mặt ngươi. Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được bền đổ trước mặt ngươi đời đời. Ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi. Na-than đến thuật lại cho David mọi lời này và sự mặc thị này. Vua David bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì mà Chúa đã đem tôi đến nơi này? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều đó Chúa há còn cho là nhỏ mọn sao, nên Chúa lại nói về nhà của tôi tớ Chúa trong buổi lâu về sau? Lạy Chúa Giê-hô-va, điều này há theo cách thường của loài người sao? David còn nói thêm được lời chi nữa: ôi Chúa Giê-hô-va, Chúa biết kẻ tôi tớ Chúa. Ấy vì lời Chúa và tùy theo lòng Ngài mà Chúa đã làm những việc lớn này và tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa biết. Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, Ngài là rất lớn, chẳng có ai giống như Ngài, và chẳng có Đức Chúa Trời nào khác hơn Ngài, như lỗ tai chúng tôi đã nghe. Chớ thì, trên khắp thế gian, có dân tộc nào giống như dân của Chúa là Israel, một dân tộc mà Đức Chúa Trời đã đi chuộc lại đặng làm dân của Ngài, hầu cho Chúa được danh lớn, nên Chúa nhân vì chúng tôi, nhân vì sứ của Ngài, mà làm việc lớn lao đáng sợ này. Chúa đã đuổi những dân tộc và thần tượng chúng nó khỏi trước mặt dân sự mà Chúa đã chuộc ra khỏi xứ Ai Cập, đặng nó thuộc riêng về Ngài. Vì Chúa đã lập dân Israel làm dân của Chúa đời đời. Còn Chúa, ôi Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời của dân đó. Vậy bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, xin hãy làm cho vững chắc đến đời đời những lời Chúa đã phán về kẻ tôi tớ Chúa và về nhà nó, cùng làm y như Chúa đã phán vậy. Nguyện danh Chúa được ngợi khen mãi mãi, và người ta nói rằng Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel. Nguyện nhà David là kẻ tôi tớ Chúa được vững bền trước mặt Chúa. Vả lại, hỡi Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Israel,
chính Chúa đã phán lời hứa này cùng kẻ tôi tớ Chúa rằng, ta sẽ dựng nhà cho ngươi. Bởi cớ đó, kẻ tôi tớ Chúa nói dạng gì mà cầu xin Chúa mấy lời này? Vậy bây giờ, hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật. Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn phước này. Vậy, xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi tớ Chúa để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời. Vì hỡi Chúa Giê-hô-va, ấy là Chúa đã phán, nguyện nhà kẻ tôi tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. Chương 5. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gi-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán cùng nó rằng hỡi tà ma phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ biển kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người ca nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giê-xu, bèn gieo mình nơi chân Ngài nài xin mà rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng: Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài,
tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, con phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Talitha kumi, nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn. Chương 6. Đức Chúa Giêsu đi khỏi đó đến quê hương mình, có các môn đồ cùng đi theo. Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu dạy dỗ trong nhà hội. Thiên hạ nghe Ngài lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều này? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài. Song Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm, và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Rồi Ngài đi khắp các làng gần đó mà giảng dạy. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, xước dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Vả vua Herod nghe nói về Đức Chúa Giêsu vì danh tiếng Ngài đã nên lừng lẫy, thì nói rằng: Giăng là người làm phép báp têm đã từ cái chết sống lại, cho nên tự người làm ra các phép lạ. Người thì nói: Ấy là Eli. Kẻ thì nói: Ấy là đấng tiên tri như một trong các đấng tiên tri đời xưa. Nhưng Herod nghe vậy thì nói rằng: Ấy là Giăng mà ta đã truyền chém, người đã sống lại. Số là Herod đã sai người bắt Giăng và truyền xiềng lại cầm trong ngục bởi cớ Herodia, vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng, và Giăng có can vua rằng vua không nên lấy vợ em mình. Nhân đó Herodia căm Giăng, muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ Giăng, biết là một người công bình và thánh. Vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối, mà vua bằng lòng nghe. Nhưng vừa gặp dịp tiện là ngày sinh nhật Herod, vua đãi tiệc các quan lớn trong triều, các quan võ cùng các người tôn trưởng trong xứ Galilee. Chính con gái Herodia vào nhảy múa, đẹp lòng Herod và các người dự tiệc nữa. Vua nói cùng người con gái ấy rằng: Hãy xin ta điều chi ngươi muốn, ta sẽ cho. Vua lại thề cùng nàng rằng:
bất kỳ ngươi xin điều chi ta cũng sẽ cho, dù xin phân nửa nước ta cũng vậy. Nàng ra khỏi đó nói với mẹ rằng: tôi nên xin điều chi? Mẹ rằng: cái đầu của Giăng Báp-tít. Tức thì nàng vội trở vào nơi vua mà xin rằng: tôi muốn vua lập tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm. Vua lấy làm buồn rầu lắm, nhưng vì cớ lời thề mình và khách dự yến thì không muốn từ chối nàng. Vua liền sai một người lính thị vệ truyền đem đầu Giăng đến. Người ấy đi chém Giăng trong ngục, rồi để đầu trên mâm đem cho người con gái, và người con gái đem cho mẹ mình. Môn đồ Giăng nghe tin đến lấy xác người chôn trong mã. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết. Dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi, xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng: chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến 200 đơn nhê bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng: các ngươi có bao nhiêu bánh, hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng: 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giê-xu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại, vả số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bethsaida, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh, bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển đến xứ Genesaret thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài. Những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Thi Thiên 85. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài,
và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.